Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc ra châu quần, ngự Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2024. Bây giờ sư cô sẽ trả lời một số câu hỏi sau đây. Con hay đặt trước để mua các loài thủy tộc đi phóng sanh như cá, cua, lươn, ếch, ốc. Cho con hỏi đặt trước có nên không? Con cũng thấy nhiều cơ sở tâm linh vẫn đặt mua từ vài chục ký đến vài tấn để phóng sanh theo định kỳ, nên con nghĩ làm theo sẽ tốt. Nhưng có người nói đặt mua trước là không nên. Xin sư cô giảng cho con hiểu thế nào là đúng pháp và nhân quả trong việc phóng sanh. Cái chữ phóng có nghĩa là mở ra. Cái chữ sanh là sự sống. Một cái người ta bị khép vào cái dòng phải chết, bây giờ mình mở con đường sống cho người ta thì gọi là phóng sanh. Thì thấy rõ chưa? Như vậy hồi nãy sư cô có nói con chó này nó bị bắt làm thịt và nhất định đây á, 5 phút nữa ta thọc huyết nó chết rồi đó. Thì bây giờ mình mua cái con chó này á, là mình nuôi nó, hoặc là mình đem cái người nào muốn nuôi mình cho đó, thì cái đó là phóng sanh là đúng rồi. Người ta bắt mấy con gà rừng đó, người ta trói lại đó, người ta chờ để mà coi như là ai đi ngang qua người ta bán để ăn thịt, thì mình mua cái đó mình thả, đúng là phóng sanh đó. Còn bây giờ cái chỗ này người ta bán ốc thì hết rồi, cá thì hết rồi, cua là hết rồi, mấy cái con mà loài thủy sản là hết rồi. Cái mình đặt cái này 50 ký, cái này là 1 tấn, này 2 tấn, thì bằng mọi giá người ta sẽ đem về để cho mình có một đi phóng sanh. Như vậy mình đó là chiêu cảm mà ra vào trong cái chỗ chết, rồi mình giả đò mình mở cửa ra hay sao? Tại vì con cá, con cua, con ếch, con lươn mà nó ra khỏi cái môi trường sống của nó thì nó gặp rất là nhiều khó khăn và nó có khả năng chết trước khi được phóng sanh. Mà nó đâu phải cái cửa tử đâu. Rồi có những người đó để được nhiều phước đó, mua cái tức là cái con cá mà nó lúc mà nó đẻ ra cái con cá nhỏ đó, người ta gọi là cá bột. Có con cá bột thì người ta nuôi nó khoảng lớn vậy nè, thì lại mua cái cá này đi phóng sanh để 1 ký lươn nó ra được gì. Cái đó là mua cái con cá này để giết nó chứ không phải phóng sanh.
Là tại vì cái con cá bột này đó, người ta sẽ có cái điều kiện người ta nuôi nó rất kỹ, để cho nó lớn rồi nó bằng bắp tay vậy người ta có thể bán được nó. Đây là cái thời gian mà người ta chăm chút nó và người ta tạo điều kiện cho nó sống tốt nhất, thì mình lại đem nó ra mình bỏ một cái môi trường thiên nhiên là cái điều kiện mà nó dễ chết nhất, mà mình gọi đi phóng sanh là sao? Vì mình tham cái phước phóng sanh mà mình á là làm bằng mọi giá để phóng sanh mà không hiểu phóng sanh là gì cả. Tại sao cá bộ cũng đi phóng sanh? Thành ra chúng ta nên nhớ rằng khi mà những cái con vật này nhất định nó phải vô cái chảo cái nồi của người ta mà mình đem nó ra được, để mà mình cho nó sống tự tại trong môi trường của nó. Con cá sông nó trở về sông, con cá ruộng nó trở về ruộng, thì cái đó mới là phóng sanh. Còn bây giờ cá người ta nuôi à, ta cho ăn này nè, bây giờ người ta vớt lên nhà tay đem bán, rồi bây giờ mình đem ra phóng sanh thì cái môi trường thiên nhiên nó không quen, nó phải chết thôi, nó phải chết thôi, nó không làm sao. Rồi bây giờ chim nó bay trên trời, người ta dùng bẫy để người ta bẫy nó lại. Thì nếu người ta bán mà để cho đem chiên, đem nướng gì ăn đó, thì cái tiền nó không bao nhiêu. Nhưng mà đem ra phóng sanh đó, thì rồi bán con chim là có thể cao hơn. Thì cái lợi nhuận đó làm cho người ta đi bẫy chim và đem về bán. Và bây giờ nó không ngừng lại chỗ đó. Những người bẫy chim về bán thì người ta sẽ tẩm trong lúa cái ma túy. Khi cái con chim nó ăn cái lúa mà có tẩm cái ma túy nó vào đó, nó uống cái nước đó rồi đó, thì nó không có bay đi chỗ khác được. Cho nên người ta bán gần gần nó phóng sanh mà thả lên trời cái là dày rồi nó tụ trở về lại. Thì như vậy mình phóng sanh vậy có phước không? Hãy trả lời. Rồi bây giờ đi phóng sanh đây, mình vừa thả xuống một cái ha, là những cái ghe nhỏ nó chèo hai bên sông và nó dùng cái lưới điện nó chích liền tại chỗ, chứ không phải lưới thường hay dùng lưới điện. Vừa rồi nhà nước có bắt hai cái người đàn ông đó là đi mua cái thuốc trừ sâu rồi mới đổ xuống cái chỗ sông thì cá nó chết nó nổi lên, rồi mới chèo ghe nó vớt đi bán. Cho nên những cái việc làm mà chúng ta thấy nó rất là khủng khiếp nó vẫn diễn ra. Cho nên cái phóng sanh nói đời là mở cửa giải thoát người ta thật được sống. Và chúng ta làm đúng nghĩa đó thì cái phóng sanh rất là có phước. Nhưng mà chúng ta giả mạo trong vấn đề này do mình không biết, hoặc là mình cố tình mình là làm cho cái phước mình tăng lên bằng cách là cái cũng 1 kg 100.000 chẳng hạn, là mình thả có 20 con cá thôi, bây giờ nó thành tới 200 con cá bột thì coi chừng. Cho nên phải xem lại. Khi phóng sanh, quý sư làm lễ quy y cho các loài rồi mới thả. Còn Phật tử chúng con phóng sanh mua xong là đem thả ngay. Vậy xin hỏi chúng con làm như thế có đúng không? Và làm thế nào cho đúng? Xin sư chỉ dạy. Thì thường là trước khi phóng sanh thì quy y và cầu nguyện cho nó quy y trước rồi mới thả rồi xong mới tụng kinh rồi mới hậu hướng, để giống như là cầu chúc cho những cái con vật này đó nó được sống tự do tự tại, và cái cũng cầu nguyện cho nó khi nó bỏ cái kiếp súc sanh này rồi đó thì nó được tái sanh làm người. Còn nếu như mình người Phật tử mà mình không làm được cái điều này, mình có cái tâm phóng sanh thật sự, mình vẫn có phước. Trước kia con đã lỡ giết gà, giết vịt, bây giờ con hay mua chim và các loài thủy tộc để phóng sanh, như vậy có bù đắp hết cái tội của mình giết hại sinh vật không? Thì xin trả lời thế này, đối với trong đạo Phật đó, nếu mình gieo xuống cái nhân này đó thì cái đường luân hồi đó, cái quả này nó phải trả. Còn bây giờ đó mình làm cái nhân này, bây giờ mình làm cái nhân tốt thì cái quả tốt mình nó sẽ trổ sạch. Cho nên gieo nhân lành trổ quả lành, gieo nhân mà xấu thì trổ cái quả xấu. Không có
thể mà tính bằng cái thương mại, cái kinh tế, lợi nhuận không có. Nhưng nó có cái điều này thì sư cô cũng đã giảng rồi, ngày hôm nay lặp lại thôi. Khi mà chúng ta đó dùng một cái hòn sỏi, một hòn đá mà chúng ta ném xuống cái ao hồ, cái nước hay cái sông đó, thì nó phải chìm lỉnh thôi. Nhưng nếu mà chúng ta ném xuống mà nó gặp cái thuyền thúng mà, thì nó nổi lên. Yeah. Mà nếu như bây giờ mà chúng ta ném xuống 100 kg á, mà trên một cái ghe á, thì chỉ chồng chành vậy thôi chứ nó không có chuyện. Mà chúng ta đó là ném 500 kg lên một cái tàu chẳng hạn thì không nghĩa lý gì hết. Bởi vì chúng ta ném 2 tấn lên một cái xà lan không nghĩa lý gì. Cho nên sau khi người ta làm cái điều sai rồi thì người ta có sám hối, người ta có sửa đổi, người ta làm điều lành. Thì cái phước đó chính là cái thuyền thúng, cái phước đó chính là cái ghe, cái phước đó chính là cái tàu, phước đó chính là cái xà lan. Cho nên chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên và trong Phật giáo Nguyên Thủy, chứ không phải là Ngài Mục Kiền Liên trong cái Phật giáo Đại Thừa. Thì Ngài trong cái tâm tối đó, trong một cái tiền kiếp, thì cái tiền kiếp của vị này làm cái đứa con rất là có hiếu với cha mẹ, đôi cha mẹ cực kỳ là hiếu hạnh. Thì cha mẹ cũng thương lắm, cho nên mới nói với con đó là cha mẹ không có sống đời với con được, cho nên bây giờ con phải có vợ có con để sau này sống với vợ con mình. Thì cái cậu thanh niên này từ chối, mới nói rằng nếu mà con có vợ có con đó, làm sao con có thể săn sóc cha mẹ cho đầy đủ được. Nhưng mà cha mẹ không chịu, cho nên là cuối cùng thì người này cưới vợ. Thì khi cưới vợ mà về sống chung vậy đó, bắt đầu có con. Thì cái người đàn bà mà coi như không có cái rộng rãi trong cái tâm, cho nên cứ suy nghĩ này, chồng mình hàng ngày đó làm được có bao nhiêu đây thôi. Thì nếu như chỉ có vợ với con đó, thì cái đời sống nó sẽ tương đối nó đầy đủ hơn. Bây giờ phải nuôi 2 cái người già này nữa đó, thì nó cứ thiếu hụt, nó cứ thiếu hụt. Cho nên phải làm sao để loại 2 cái người già này ra đó, thì cái gia đình bé nhỏ của mình nó sẽ đầy đủ. Cho nên người này mới tạo cho cái người chồng mình nó hiểu lầm về cha mẹ. Là cha mẹ của anh rất là khó mà bây giờ lú lẫn rồi. Cứ làm cái điều này thì nghĩ tới cái điều kia, lộn xộn không chịu đựng được. Rồi cuối cùng 2 vợ chồng mới bàn là bây giờ phải lừa cha mẹ đó đưa vào trong cái rừng, rồi bỏ trong rừng cho chết, hoặc là có cái cách nào cho ông bà chết nhanh nhất. Thì bàn với nhau thống nhất rồi, thì cái cậu thanh niên này mới nói với cha mẹ mình đó, lâu rồi không có về quê để mà thăm lại cái bà con xóm làng, con sẽ đưa cha mẹ đi mà con có đóng được một cái xe đẩy, có thể đẩy cha mẹ đi chỗ nào đi được thì đi, chỗ nào đi không được thì cứ ngồi trên cái xe đẩy đi. Mà ông bà thì chân đã yếu rồi cho nên là không có đi được nhiều. Chỉ cậu thanh niên là đẩy và cuối cùng cố tình nó đẩy lạc vào trong rừng. Khi mà đêm tối xuống thì cậu này mới nói với cha mẹ, mới nói rằng là trời nó tối rồi mà con không biết đi lạc đường hay sao. Nhưng mà con nó con mắt con tỏ cho nên con thấy cái phía rất là xa đây đó, hình như nó có cái ánh đèn. Thôi ba mẹ cứ ở đây, còn con nó là chắc là phải đi hơi xa nè. Con kiếm cho ra cái con đường đi và cái xóm làng đó, để nội trong đêm nay đó là con phải đưa ba má nó tới cái chỗ đó để mà nó yên ổn. Thì ông bà mới nói thôi con đi đi. Thì khi là cậu này đi một quãng thì cậu thấy bẻ những cái cây và cậu quay trở lại và cậu chạy thình thịch và đổi cái giọng mình và trở thành là cái tên ăn cướp. Thì mới dùng cái cây đó trong đêm tối trời đánh cha mẹ mình, mục đích là đánh cho chết hoặc là bị thương xong rồi bỏ đó. Thì khi mà cha mẹ mà bị đánh mà thấy chết ở nơi rồi mới la lên, con ơi đừng có quay trở lại ăn cướp mới giết cha mẹ, con phải chạy trốn đi. Mà đứa con càng đánh thì cha mẹ càng la lên cái điều đó. Cuối cùng cái cậu thanh niên này không có chịu được nổi, cho nên là cậu trở lại cái giọng cậu và cậu mới nói rằng là ba má ơi, con tới đây rồi, con nhất định con phải cứu ba má. Và làm ra như là mình đã đánh đuổi được cái bọn ăn cướp đi. Rồi cậu này mới là đẩy
cái xe đó cho cha mẹ quay trở về. Và từ đó thì rất là hiếu thảnh với cha mẹ trở lại, không có nghe lời vậy nữa. Nhưng mà cái quả của cái việc làm nó đi rất nhiều kiếp. Cho đến cái kiếp cuối đó là Ngài đã đắc đạo quả, đã thành Phật và có thần thông đứng hàng thứ gì sau Đức Phật, mà vẫn bị một cái toán cướp nó đẩy vào trong cái hẻm núi và nó đánh cho bầm dập, cho tan nát cái y áo không còn gì. Và trong cái giờ hấp hối đó mới dùng cái thần thông của mình để về đảnh lễ Đức Phật và xin nhập diệt. Nhiều người mới hỏi là tại sao Ngài có thần thông mà Ngài không hóa thành con bướm Ngài bay lên đi, hoặc là Ngài hóa ra thành 100 một tiền liên thì đã biết đâu mà đi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng vị này đã biết trước mình sẽ nhập diệt, và cái giờ phút mà mình ra đi đó thì cái quả này nó sẽ trổ sanh ra sao là biết hết. Nhưng lúc đó Ngài đã là một cái xà lan rồi, thành ra khi cái bọn cướp đó, nó tẩy vào trong cái hẻm núi, Ngài đã biết. Nó đánh một nhát đầu tiên nó biết, và đứng cho nó đánh cho đến bây giờ cuối cùng vẫn biết hết. Nhưng trong tâm không hề có sự oán hận, không có trách móc, không có oán hận, cũng không có tiếc thương. Bởi vì biết rõ ràng mình sẽ chết như thế đó. Vì thế rõ chứ, nó là cái sợ lạ. Cho nên khi mà mình đã làm sai rồi đó thì mình hối hận, mình làm những cái điều tốt. Và tiếp theo, nó là một cái điều tốt tiếp theo, tiếp theo. Chúng ta còn có một cái quãng đường dài chưa có làm cái gì hết thì chúng ta cứ nguyện làm cái điều lành. Thì cái phước báo chúng ta là cái thuyền thúng, phước báo chúng ta là cái ghe, phước báo chúng ta là cái tàu, phước báo chúng ta là có cái xà lan. Còn hỏi rằng cái ác nghiệp này chúng ta tạo có trổ quả không? Xin trả lời vẫn trổ. Vẫn trổ. Cho nên chúng ta nói nè, một cái bậc mà tu đó mà đắc là một cái bậc toàn giác rồi, mà đệ tử của mình nó giỏi, mà nó tu rất là đàng hoàng, nó đắc ngũ thiện, đắc thần thông, mà tại sao nó lại giết mình tới năm lần? Nếu mà mình người đời ấy, mẹ mới nói rằng cái vị này nói tu đắc đạo quả mà sao lại là đệ tử nó giết tới năm lần vậy? Không có lửa sao có khói, không phải làm gì đó nó mới giết chứ, không làm gì sao nó giết được. Nhưng mà đến toàn giác rồi làm sao mà tạo cái ác nghiệp mà với cái người đệ tử mình được. Nhưng mà cái nhân quả mà, cái nhân quả nó đi trong cái luân hồi. Cho nên khi mình nói có lửa có khói đúng nhưng không phải là sai, nhưng nó không phải một cái chân lý tuyệt đối. Mà chúng ta phải nhìn ra đó, cái nhân quả là cái con đường đi. Nó là chính yếu, chứ không phải chỉ là một cái nhân trực tiếp là chính yếu. Do đó mình phải hiểu rằng là có những khi mình không làm gì hết trong hiện kiếp này mà quả xấu vẫn trổ sanh, thì đó là cái sai lầm mà đã gieo từ trong vô lượng kiếp. Không biết cái kiếp nào mà bây giờ nó trổ. Cho nên hễ mình gieo cái hạt giống gì thì nó phải trổ. Và mình không có bù trừ, không có lỗ lời trong vấn đề này. Cái nào trổ quả đó, cái nào trổ quả đó, cái nào trổ quả đó. Nó không có bù trừ, nhưng nó có một cái lực của một cái thuyền, thuyền thúng. Cho nên ngày hôm nay mà mình phóng sanh là để bù đắp cái tội lỗi, phải phóng sanh thì nó có cái phước của phóng sanh. Câu hỏi tiếp theo: con là Phật tử, học Phật pháp đã lâu, con có một thắc mắc, đó là linh hồn con người được sinh ra từ đâu? Hay nói cách khác, ai đã tạo ra linh hồn? Và con xin clip hoặc bài giảng sư cô vào phần trò chuyện này được không? Vì con rảnh buổi tối nay con xem sư cô giảng, thì sư cô trả lời là sư cô không có giảng online, cho nên là sư cô không có buổi giảng nào online được cả. Còn cái chuyện mà nói rằng là cái linh hồn này đó của con người thì được sinh ra từ đâu, hay là ai đã tạo ra linh hồn, cái này là trong cái triết học về mặt tôn giáo
thì người ta có thể nói gọn thế này là Thượng Đế đã tạo ra cái con người là một cái đấng thiêng liêng, một cái đấng cao cả nào đó đã tạo ra cái con người. Nhưng mà đạo Phật không nói. Và có những cái nhân là quả, quả là nhân thì nó giống như nó bịch bùng vậy. Ví dụ giờ mình hỏi nè, xin hỏi bạn đó, con gà nó đẻ ra cái trứng hay cái trứng nó nở ra con gà, bạn trả lời giùm tôi đi. Đúng là con gà nó có đẻ ra cái trứng và cái trứng nó nở ra gà, đúng vậy. Nhưng mà cái nào trước cái nào sau, ai trả lời đi, trả lời giùm đi con. Thì các cái tôn giáo, các tôn giáo đều nói cái vấn đề này. Riêng ở trong đạo Phật đó, thì Đức Phật có nói thế này: tất cả chư tỳ kheo có thấy cái rừng cây không? Đây là cái rừng cây rất là nhiều lá. Và những cái gì ta giảng cho chư tăng, ta giảng cho tất cả mọi người, nó chỉ là cái nắm lá trong bàn tay của ta thôi, chứ không phải ta nói hết cái khu rừng. Thành ra đó, tất cả những cái sự hiểu biết mà Đức Phật đem đến cho chúng ta đó là giúp cho chúng ta, nếu đây là cái trứng thì cái trứng này phải được nở ra thành cái con gà nó khỏe mạnh. Mà nó đã là cái con gà rồi thì cái con gà này nó phải phát triển tốt đẹp nhất của con gà. Quý vị hiểu chứ? Cho nên chúng ta đó cứ tu học đi rồi cái ngọn nguồn này chúng ta biết. Hoặc là có người hỏi rằng khi tu thành Phật mà chấm dứt luân hồi rồi đó thì cái người đó đi về đâu? Thì sư cô nói là cái này kinh điển có nói, mà có nói mình có đọc đi, bởi vì có cái đọc đi rồi cũng không hiểu đâu. Thì sư cô chỉ có ví dụ rằng bây giờ mình đó là từ cái nhà tù sang này sang nhà tù khác, mình đi 31 cái nhà tù rồi. Bây giờ tới cái chỗ này người ta thả ra mà mình còn hỏi cái nhà tù nữa ở đâu thì thôi miễn bàn rồi. Mình ra khỏi tù thì thênh thang, muốn ở đâu thì ở. Bây giờ làm sao mà trả lời có cái nhà tù nào để vô nữa hay không? Chấm dứt luân hồi, không còn sanh tử. Bây giờ hỏi sanh ở đâu, ở đâu, về đâu, nó có. Nó có cái tự tại của nó. Mà nó như thế này đó là kinh đã giải quyết cái vấn đề rồi. Sư cô nói là cứ đọc rồi xem mình hiểu như thế nào. Còn đối với sư cô là ra khỏi 31 nhà tù rồi thì cái đó là chuyện của mỗi người. Ai muốn hiểu sao cũng được. Còn bây giờ hỏi mà cái linh hồn của con người là do ai tạo ra chẳng hạn, thì cái này rất là nhiều cái nguồn tôn giáo đã trả lời. Riêng với sư cô thì sư cô nghĩ là không phải Đức Phật không hiểu biết cái này, và ngay trong cái nguồn gốc mà để mà tạo nên cái quả đất và có những cái chư thiên ban đầu của cái đời sống ban đầu đã có. Nhưng mà sư cô không có muốn đụng chạm vào trong cái lĩnh vực này, mà sư cô chỉ nói là tất cả những gì chúng ta đang có đây, chúng ta đang là cái trứng hay chúng ta đang là cái con gà đây, thì cái trứng này đó, cái tiến trình tốt nhất nó phải nở thành một cái con gà con mạnh khỏe dễ thương. Và con gà này đó, nó phải sống một cái đời sống đẹp nhất cái cuộc đời của con gà đó, rồi để trong cái lưng chuyển nó cứ từ từ nó tiến hóa vậy thôi. Thành ra chúng ta ở cái giai đoạn nào, phước báo chúng ta đến đâu thì chúng ta nên học một cái điều tốt nhất cho mình. Còn những cái vấn đề nó thuộc về siêu nhiên này, tự mình sẽ có thể trả lời một ngày nào đó nếu mình đi con đường này. Con có câu hỏi là con bị liệt nửa người, con có thể hành thiền Vipassana được không? Rất tốt, rất tốt. Sư cứ trở lại một cái câu chuyện. Câu chuyện này có kể rồi, có nói rồi, nhưng mà nó là một cái câu chuyện thật rất là hy hữu. Người này là đã thành đạt trong cái đời sống, cái gia đình vợ con, gia đình rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc, chồng vợ được tu tập hết. Và ông đã có nói với vợ của mình là anh sẽ quyết tâm tu tập trong đời này. Và ông đi qua Miến Điện tu. Và cái trạm cuối cùng là ông tới Thái Lan. Rồi đi trong mấy năm thì đến cái trạm cuối đó, đó thì có một cái khóa tu thử thách là 10 ngày đêm như thế đó, là không có ngủ, ngày lẫn đêm không có ngủ. Thì cái số người mà vào trong cái khóa tu đó rất là ít, theo ông ấy kể lại với sư cô thì rất ít.
đó chưa quá 10 người, nhưng mà chỉ có đêm thứ ba tới cái ngày thứ ba đó thì nó rơi rụng hết 2/3. Ổng là người còn sót lại chỉ 2 người nữa. Nhưng mà cái tới cái ngày đó là cái ngày thứ năm, thì khi mà ổng mở mắt ra thì ổng không biết tại sao mà ổng lại nằm ở cái khuôn viên, cái chỗ mà gọi là giống như trồng bông trồng hoa ngoài cái vườn đó, chứ không phải trong cái chỗ thiệt được. Sau đó là coi như là ổng mang cái bệnh luôn, từ đó đó điều trị và đưa về cái chỗ ổng ở cũng là nước ngoài đó, thì điều trị vậy để cái người của ổng nó cứ bị co giật. Ổng đang nằm trên giường mà nó giật một cái là ổng rớt xuống. Cái người lúc nào nó cũng run rẩy như này, mà không phải nó run thường xuyên, mỗi lần nó lên cơn cứ giật như thế này, mà ổng vẫn luôn luôn tu tập. Thì rất là nhiều chuyện sư cô không nói hết được, nhưng mà khi mà ổng gặp sư cô đó, ổng nói sư cô à, con cũng vẫn muốn tu thiền Vipassana, mặc dù không biết tại sao con ra cái nông nỗi này, nhưng mà con không có từ bỏ cái này. Sư cô mới nói thế này, chú không từ bỏ là đúng, nhưng mà chú có thấy cái sai của chú là gì không? Cái sai đó là cái lòng mong muốn quá mãnh liệt của mình, là mình muốn là hạ thủ công phu ngay kiếp này chứ không có thể là kiếp nào hết. Mà khi đó mình không có đủ cái sự hiểu biết để mình trắc nghiệm rằng mình có phải kiếp cuối không. Vậy vì mặc dầu đó là mình đi tới cái đích điểm của mình là cái điều lành, là cái điều tốt, nhưng mà ngày đêm ấy dục giả trong mình đó là cái tham, cái sân nó đi đến cái đỉnh và nó che lấp, nó mê mờ, cho nên tham sân si nó cứ đi vào trong cái đỉnh và mình tàn phá cái thể chất này. Và mình nghĩ rằng mình mượn cái thể chất này và mình đã xài nó cho cái là lột xác nó ra để đạt được cái đỉnh này. Cái ác nó đã diễn ra trong cái tâm mình và mình hủy hoại cái sự sống này, mà mình không biết rằng cái thiện lành nó nằm trong cái chỗ đó, thân tâm đều phải có sự quân bình. Cái khỏe mạnh của thân, cái tứ đại điều hòa trong thân này, nó là pháp thiện. Mà cái sự cân bằng trong tâm, nó là pháp thiện. Nó bệnh từ thân cho tới tâm, mà đẩy lên cái đỉnh cao thì nó phải đi tới cái vật giả và nó tàn phá như thế. Phải nhận ra cái gì? Rồi sư cô mới hướng dẫn cho. Sư cô mới hướng dẫn đó, mỗi khi nó lên cơn vậy mình quan sát thế này. Và ổng là phải làm xong để ổng báo nội trong một ngày đó, ổng báo lại, mà báo lại thì sư cô hướng dẫn. Sư cô nói bây giờ ông phải bình an, ông phải bình an cho tới cái ngày mà ông ra đi, thì ông phải thấy rõ thế này, bởi vì ông đã tu thiền nhiều rồi cho nên mình giảng ông hiểu rất là nhiều. Bây giờ thì ông mất rồi, cho nên là không phải chúng ta nghĩ điều tốt, chúng ta hướng tới điều tốt mà nó hiện ra cái tốt y như chúng ta mong đợi. Tất cả nó đều phải nằm trong cái sự hiểu biết, cái sự sáng suốt, là mình có đủ năng lực mà mình giữ được cái thiện lành cho đến cái điểm cuối không. Chẳng có ai nghĩ rằng là mình làm chết người đi nữa, cuối cùng nó ôm cái bệnh vào thân đây, mình cũng chấp nhận, mình cũng cam chịu không? Không phải đâu. Làm hết sức mình đúng, nhưng không tàn phá. Cho nên khi còn sức cứ làm, nhưng khi mệt cứ nghỉ, chứ không hành hạ. Khi mình bước vào một cái điểm quá lố, nó đi tới hành hạ cái cơ thể mình không thương tiếc, thì nó bắt đầu nó nghiêng lệch rồi, nó đi tà lệch rồi, nó đi lạc rồi, thì nó đánh cái hậu quả không phải kết quả. Cho nên á, các cái bậc thầy đi trước mình, người ta để ra một câu rất là chính xác, đó là phước huệ song tu. Mình vừa tu mình vừa tạo phước, vừa tu vừa tạo phước. Và chỉ có vừa tu vừa tạo phước nó mới cân bằng được. Cho nên mình còn ở trong nhà,
thì mình phải sống xứng đáng là một cái người Phật tử. Tu thì chúng ta tu tâm, chúng ta dưỡng tánh, chúng ta có những cái giờ rèn luyện, nhưng cho tôi không quên là mình sống trong cái gia đình này, còn cái người hôn phối của mình, còn con của mình, còn tất cả mọi người xung quanh, thì chúng ta phải sống cho đúng cái vai trò của mình, cái bổn phận của mình, và mình tạo cái ấm áp trong đời sống gia đình của mình. Bởi vì sao? Trên đường luân hồi, khi mình xuất gia thì cái người mà ta đến ta cúng dường, ta lo cho mình đó, chính là cái dọc đường đời của mình, bao nhiêu người thân yêu của mình đó, người ta sẽ là người trợ duyên cho mình, chứ không có phải ai khác đâu. Cho nên ân nghĩa đó đối với trong gia đình cốt nhục, cho đến ngoài bạn bè, xã hội vân vân, mà chúng ta làm những cái điều tốt đẹp, thì khi chúng ta xuất gia đó, thì cái nguồn mà nuôi sống cái đời tu của chúng ta chính là những cái phước báo chúng ta gieo xuống. Cho nên không phải mình hiểu pháp mình tu được rồi rề mình coi thường cái người thân của mình, gọi là lúc đau đối với người thân của mình, thì cái đó là tai họa cho mình. Bởi vì mình đi tu để nuôi cái ngã của mình, cho nên mình mới khinh thường người thân. Còn nếu mình hiểu biết á, mình rất là thương quý người thân mình, người ta càng sai mình càng phải điềm đạm, mình suy nghĩ thế nào để mình nâng đỡ người ta. Dẫu người ta không biết mình vẫn nâng đỡ một chút, dẫu người ta không biết mình vẫn nâng đỡ một chút, thì mình mới là người tu. Còn mình chỉ trích người ta, mình nói thế này thế nọ, tất cả đều để cho cái ngã của mình đi lên mà thôi, chứ không phải là mình là cái người Phật tử thuần thành đâu. Cho nên phải coi lại. Giờ đóng cửa và mở cửa của tịnh xá Pháp Huệ, thời khóa tụng kinh hàng ngày gồm giờ nào? Vì con tìm trên YouTube, trên Facebook, trên TikTok không thấy thông báo. Để chúng con có thông tin đến tụng kinh và đảnh lễ Tam Bảo, thì xin trả lời đó. Thì thật ra là ở đây nó chưa thành cái chùa, mà nó vẫn là cái công trường. Chứ con chưa hoàn tất cái việc xây dựng mình, cho nên là quý vị nào mà đến cái chùa này những năm trước thì chúng ta thấy đúng là một cái công trường nó ngổn ngang, đủ cả mọi thứ. Bây giờ dẹp lần lần thì nó tạm lần vậy thôi. Chứ còn những cái sinh hoạt bình thường những cái chùa khác thì sư cô chưa có cái khả năng làm cái việc đó. Cho nên cái mà cái cấp tốc mà sư cô phải làm đó là làm sao có cái chánh điện này để có chỗ để học, để chỗ hành thiền thôi. Chỉ trong một ngày thôi, chứ còn ở lại cũng không có chỗ. Còn thời khóa giờ giấc thì không thể có được. Ví dụ như bây giờ cái công trường thì lúc nào cũng phải đóng cửa, mà Phật tử vô lễ Phật thì cửa mở ra để vô lễ Phật rồi về thôi. Và nói là thật với quý vị rồi, có nhiều cái mà sư cô không nghĩ gì sao mà mình làm những cái chuyện rất là đáng mắc cỡ, mà mắc cỡ cũng không nổi nữa. Ví dụ như sư cô nói là sư cô là luôn luôn phải uống nước, không có nước thì chịu không nổi. Mà khi khách tới đó thì chỉ rinh đủ cái chai nước mình xuống thôi, mà thấy khách khát nước vậy chứ mà mình vẫn bưng cái chai nước mà mình muối mặt mà mình uống, mà không có dám mời nữa, mời lôi cũng không dám nữa. Tại vì ai đi lấy ly, ai đi lấy nước uống, người khách về rồi ai dọn, sư cô làm đâu có nổi đâu. Vì thấy không, nó tồi tệ đến cái mức độ đó mà mình phải muối mặt làm hoài. Tại vì nếu mà không xách cái chai nước đi thì xuống nói hơi nói không được, anh ta phải xách cái chai nước đi. Mà mình uống như vậy mà mình thấy người ta khát rõ ràng mà không dám mời lơi, không dám, tại vì nói láo không dám. Cho nên muối mặt lại mà cứ việc uống nước, mà cứ việc nói, còn ai chịu nổi gì dò uống cho biết sao giờ không. Rồi Phật tử tới công quả, mình thấy nó đói rõ ràng đó, mà bây giờ mình có một chút xíu thì mình nuốt tạm chứ không thôi là một chút nó giật mình sao, mình đâu có dám mời cái gì đâu. Cái này cũng phải muối mặt nữa thôi. Cho nên mới dễ hiểu như thế này, để hiểu rằng đây nó chưa phải là cái chùa, nó còn rất là nhiều cái chuyện linh tinh, mà cũng không có cái người để mà có thể sắp xếp cái công việc nó ổn định được. Cho nên là cái lịch nó chưa có, chưa có thể có, chỉ có cái lịch học thôi. Thì cái lịch học này là cái nhóm làm YouTube đã có thông báo rồi. Là học viên ở các tỉnh đến học quy diệu pháp, chúng con có thể xin ở lại tịnh xá vào buổi tối thứ bảy để học ngày chủ nhật được không? Với cái số ít mà 5-3 người thì được, còn nhiều hơn không có. Bởi vì thật ra cái chỗ ngủ nó không có tương tất. Cái nhà vệ sinh thì có rồi, khu bên này cũng nhà vệ sinh,
Ở bên này thì trên cái kho đó sư cô cũng có làm một cái mặt bằng nó cũng tốt rồi, nhưng mà giường chiếu gì cũng chưa có, thấy không? Và nó nói thật vậy. Bây giờ cho ở lại thì cũng không có gì khó khăn đâu, tại vì ví dụ người ta chấp nhận là nó đơn giản vậy thì được. Nhưng mà về rồi đó thì nói thật đó, làm sao mình sư cô dọn cho nổi. Mà công nhân thì có việc làm của công nhân rồi, mà nếu một cái tiếp thợ người ta làm đây mà thiếu một hai người thì công việc nó phải chậm trễ lại. Cho nên nó có rất nhiều cái khó mà mình không có nói nên lời. Thì cái chuyện ở lại là được, chứ không phải là không được. Muốn xin đến ở trong tịnh xá từ một tuần đến một tháng để công quả và tu học có được không, và cần điều kiện gì? Thì sư cô nói về điều kiện pháp lý đó, thì là có giấy tờ để cho sư cô có thể báo lên với cái tổ dân phố. Còn ở lại thì sư cô nói thế này là cơm ăn nước uống mình có tự nấu được không? Thì cái thức ăn sư cô không thiếu, gạo thì không thiếu, nhưng mà người nấu người dọn là nó không có. Không có. Cái hồi đó có một cái cô, thì cái cô này cũng là tu ở trong cái tịnh xá này, mà sư cô giờ để cho cổ trông coi cái chỗ trên Đậm Ri đó. Thì cổ về đây thì sư cô mới nói với cổ đó là ngày Chủ nhật cô không được xuống bếp. Ngày Chủ nhật đó thì Phật tử đã có cúng dường cái gì ăn cái đó để mà chống đói thôi, chứ cô không được xuống bếp. Mà cô phải dành cái thời gian đó, cô lên cô nghe pháp, thì cô xuống cô nghỉ ngơi buổi chiều cô nghe pháp. Thì khi đó là có một cái người đến đây tá túc ở đây, thì sư cô cũng nói yên vậy. Nhưng mà cổ cãi lời sư cô, cổ không học, cổ ở dưới bếp cổ nấu. Và cổ nói rằng là vì chùa mình có khách, cho nên nếu mà sư cô không cho con nấu á, con thấy là con giống như con thất lễ khách quá, cho nên là con đi xuống bếp con nấu. Thì sư cô mới nói này, cô xuất gia mà cô sống bằng tâm đời, vì cái ngày Chủ nhật là cái ngày không thể là để làm thiện, mà cái ngày của thiện trí. Cô có mặt trên lớp, cô nghe một câu cô mực một câu, mà cô ngồi lặng thinh đó, cô nghe cái pháp âm, cô vẫn có phước, vậy phước trí. Tại sao cô đi vào cái phước thiện là cô phải nấu ăn để không thất lễ với người khác là sao? Và sư cô cũng có nói rõ cái người khách nó đến đây rằng là cái chỗ ở sư cô có, mà cái khả năng săn sóc khách là sư cô hoàn toàn không có. Bởi vì bản thân sư cô đã không có thể tự chăm sóc mình đàng hoàng rồi. Những ngày đầu tiên khi mà sư cô đến đây, trong những năm đầu thì sư cô chỉ có công nhân thôi. Và sáng trên đường sư cô đến đây thì sư cô mua bánh mì, mua xôi gì đó nuốt đại cái buổi sáng. Còn buổi trưa đó thì mấy công nhân đi ăn trưa thì mua giùm cho sư cô một hộp cơm. Còn buổi chiều thì cứ ra cái đầu đường này đó ăn bảy ăn bại gì cũng được là xong. Mà năm này qua tháng khác rồi. Nước thì tự bưng cái chai uống, cho muốn kiếm một cái nước nóng cũng không hề có. Vậy làm sao sư cô có thể săn sóc hết? Cho nên là hai người có hiểu lầm rằng là sư cô quá khó. Quá khó, ngay cả nấu ăn cũng không cho thế này thế nào. Nhưng mà sư cô nói đó, mình phải chọn lựa ăn đối phó với cái đói để mình được học pháp, để được nghe pháp. Còn cô chọn lựa gì cô cũng phải người xuất gia. Và bao nhiêu năm sư cô đi các nước sư cô giảng dạy đó, sư cô đến cái Cali và có vùng Westminster đó, thì có cái thiền đường mây từ sư cô đến giảng đó nhiều đó. Thì lần đầu tiên tại cái chỗ đó sư cô nói là sư cô rất khen cái ban tổ chức của cái thiền đường mây từ này, bởi vì cho cái người đến học đây đó ăn một cái bữa ăn rất là đơn giản để đối phó với cái đói, là cái bún mà xào với lại một ít rau với lại cái một vài cái lát mà đậu hũ đó, rồi bỏ trong cái hộp như hộp bánh bao vậy đó, một cái đôi đũa gấp nhỏ xíu vậy. Ví dụ như sức một người nam là có thể ăn ba gói gì đó, nhưng mà chỉ phát có một gói thôi, còn nước là tự chai mình uống. Và cái chỗ ngồi nó chật cái đến đổi đó, mà muốn ngồi xòe cái chân ra được cũng được, phải ngồi bó lại thế này. Thì sư cô lần đầu tiên sư cô nói là lần đầu tiên sư cô thấy một cái chỗ tu tập đích thực
Tại vì chật chội như thế này, nóng như thế này người ta vẫn ngồi đó. Và cho ăn chống đói như thế này mà ta rất là vui vẻ, không có vấn đề gì hết. Còn sư cô đi nhiều nơi đó thì mỗi cái bữa ăn giống như bữa tiệc. Và sư cô không chấp nhận điều này. Là bởi vì khi mà trước khi ví dụ là coi như là 6 giờ chiều sư cô giảng là từ khoảng 5 giờ, 4 giờ mấy đã cho ăn rồi. Và coi như là đủ các món hết, giống như buffet vậy. Thì khi mà vô học rồi đó thì người ta chỉ nói là ô lâu quá không có ăn xôi lá cẩm, mà ai nấu xôi lá cẩm ngon quá, bà nào nấu vậy bây giờ lấy đâu ra. Rồi món này món nọ chỉ nói cái đó không. Sư cô mới nói là cái ban tổ chức mà cho ăn như thế đó là không có pháp trong cái bữa học này đâu. Cho nên khi sư cô đến Cali, sư cô nói á, mình đi tu học á, mà trong cái điều kiện khó khăn phải chống đối mà thôi, chứ không thể nào mà coi như một cái bữa cơm như ý muốn cả. Và chúng ta phải chấp nhận như vậy thì chúng ta mới đạt được cái điều này. Còn nếu đòi hỏi quá không được. Nên cái đó là mình phải suy nghĩ lại để mình hiểu là cái thời điểm nào chúng ta làm cái gì và để cho ai cho ra làm sao. Con ở xa muốn cúng dường tịnh tài không biết làm sao, à, cho con xin tài khoản để chuyển khoản thì có thể coi trong cái kinh YouTube Pháp Huệ Bình Tâm thì có cái số tài khoản. Chúng con vì chuyện khẩn cấp khó nói trên lớp học nên muốn gặp riêng sư cô để được khai thị và vào tỉnh xá, thì người trong tỉnh xá không cho gặp, nói rằng sư bận. Xin hỏi nếu trong trường hợp này con phải làm sao để có thể gặp? Thì sư cô nói là có thể là gọi điện thoại hoặc là nhắn tin, thì sư cô xếp cái thời gian để gặp. Chứ còn bây giờ đó phải nói là cái thời gian sư cô không có. Vì sáng sớm ra thì sư cô phải bám vào cái công trường này. À, mặc dù là sư cô không có làm cái gì vất vả, nhưng sư cô phải ngồi đó để người ta nói là bây giờ đó người ta cần cái này hoặc là cái này phải làm sao, phải như thế này có được hay không, thì sư cô phải có mặt ở chỗ đó. Và không thể nói chuyện được rồi, bởi vì hễ người ta kêu là sư cô phải đứng dậy. Hoặc người này tới giao cái này, giao cái kia, giao cái nọ, hoặc có điện thoại đều phải nghe. Cho nên nó chẻ nát cái thời gian của sư cô, nó chẻ nát hết tất cả mọi thứ, thì không có thể tập trung mà nói chuyện được nữa. Cái hơn nữa là sư cô cũng nói thật là sư cô đã 80 tuổi rồi, cái sức khỏe nó rất là kém, chứ không có phải là như cái lúc mà mình 40-50 được. Thành ra hễ mà buông công việc xuống rồi đó thì giống như là cái người của mình nó không còn cái sức sống nữa, phải nằm vật ra đó thôi, thì phải chịu thôi chứ bây giờ làm sao. Và khi vừa rồi sư cô giảng cho cái khóa tu thiền của cái chư ni đó, thì sư cô có nói vậy. Sư cô nói rất là chân thật để cho những người xuất gia trẻ ngồi đây đó hiểu. Rồi sư cô có nói này, ai cũng nghĩ rằng nếu mình dành hết cái thời gian cho cái việc đọc kinh sách, dành hết cho cái thời gian mà mình tu thiền đó, thì mình mau chứng đắc. Chuyện đó nó nằm trong cái giấc mơ. Còn cái sự thật trong cái cuộc đời tu học của mình phải phước huệ song tu. Vì mình không có phước là ở cái kiếp cuối mà được gặp Đức Phật. Cho nên tất cả đều phải phước huệ song tu. Và sư cô nói là sư cô là làm việc cho đến lúc mà khi mình bước lên cái chỗ mình nghỉ rồi đó là nằm xuống không còn biết gì hết. Nhưng mà 3-4 giờ sáng mở con mắt ra mà sư cô hành trì, sư cô dở quyển sách ra thì nó giống như là có đèn mà nó soi lại, đọc thế là nó thông suốt. Và khi mình hành vậy nó không có buồn ngủ, mặc dù rất là mệt, cho nên là nằm xuống để mà thiền nằm thôi, thiền ngồi cũng không nằm nổi nữa, nhưng làm được. Đó là cái điều kỳ diệu mà mình phải trải nghiệm mình có thể nói được. Cho nên sư cô mới nói là cái người trẻ vào trong chùa đó, đừng có đi cái pháp thế gian. Là tại làm sao tới giờ ăn thì đầy đủ hết đó, mà giờ làm cái người này trốn. Và cái việc nặng thì để cho mình làm, còn việc nhẹ làm hết. Làm sao? Đừng bao giờ nói cái đó. Mà phải hiểu là vào công quả cho tam bảo, mình làm với cái tâm quan hỷ của mình, mà làm được bao nhiêu thì làm, còn làm không ai bắt buộc mình hết. Nhưng mà khi người ta bỏ việc cái thế, mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ thêm một cái chốt nữa,
Tức là thêm cái việc thứ hai nữa, lương mình nhiều hơn, phước mình nhiều hơn. Bởi vì sư cô đã trải nghiệm cái đời sống của sư cô trong thực tế cho nên sư cô mới nói. Chứ sư cô không có nói mà bỗng bỗng trên trời. Những cái năm tháng mà khi sư cô xây dựng này đó, có khi nó không có tiền phải ngừng lại. Có khi có tiền rồi, có công nhân rồi, mà cái bản thiết kế cũng đã xong rồi, không thi công được. Là giờ nay người này nghỉ, mai người kia gửi, đủ thứ chuyện xảy ra. Sư cô hỏi cái gì? Cái gì mà khi mình hội đủ điều kiện là tiền vật tư mình có, tiền công thợ mình có nè, thợ mình có đầy đủ nè, bản vẽ chi tiết mình có, triển khai ra hết rồi mà không làm được. Hằng tháng trời nó cứ lực bục như thế này. Cuối cùng sư cô nói thiếu phước rồi, bản thân mình thiếu phước rồi. Cho nên quý vị thấy sư cô phải chia ra như thế này. 4 ngày sư cô phải đi lên ở trên cái chỗ Đặng Ri đã ở đó, 3 ngày ở đây. Trên đó 4 ngày làm việc bằng điện thoại như thế này. Còn trên đó là thì sư cô muốn xin phép để xây một cái cầu và làm một cái đoạn đường khoảng 300 mét thôi. Thì khi mà lên làm như thế đó thì bản vẽ là có nha, vật tư là có nha, nhưng bây giờ mình đem người của mình lên đây thì khoảng chừng 2 người thôi, còn ở đó là mình thuê cái công nhân ở đó. Nhưng mà tới cái mùa mà người ta thu hoạch, ví dụ tới cái 2 tuần lễ người ta phải cắt trà chẳng hạn, hoặc người ta hái những cái cây trái trong vườn người ta đem bán, thì người ta nghĩ thì đâu có ai. Thì cái hôm đó là cái chú mà chú làm đó, chú nói là con tới mùa thu hoạch con nghỉ rồi mà sao con thấy bỏ đây con không đành, cho nên con nói vợ con làm, con tới đây làm. Thì thợ sư cô đây có 1 người đó, 2 chú. Thì 2 cái sư cô trẻ đi theo sư cô với sư cô nữa là tất cả là 5 người. Thì 2 cái cô trẻ đó, 1 cô thì xúc cát, 1 cô thì xúc đá. Rồi mấy cái ông đó thì đổ nước vô, rồi khi mà trộn hồ đó thì cái người đổ xuống người kia dầm. Còn sư cô thì cứ bưng cái giò, cầm cái vòi nước này đi xịt để đi rửa cho nó sạch. Lúc đầu còn đứng xịt, sau mệt quá mới là lấy cái ghế. Cái ghế mà một chút anh đi hết nổi thì cứ mình lết tới đâu thì kéo cái ghế tới đó để mà làm, thấy không? Mà làm coi như là bả người ra vậy đó. Nhưng mà cái phước nó lạ lùng đó, là vô cái là hết biết rồi, ăn cũng là nuốt đại một cái rồi cái ngủ không còn biết gì hết. Nhưng mà cứ 3 giờ mấy 4 giờ thức dậy đó, cái người nó tỉnh ra mà nó khỏe lạ lùng. Là cái lúc đó là chính là cái giờ mà sư cô cảm thấy là sư cô hưởng được cái phước trí. Dở có cuốn sách ra mà mình suy nghĩ cần cái đoạn nào, cần cái đoạn gì đó, mở ra là nó hiểu, mở ra là nó hiểu, không thể hình dung được. Cái này sư cô nói rất thật trong cái tầm của sư cô, để cho những ai thật tâm muốn tu tập phải hiểu cái chữ phước huệ song tu là gì. Chứ không phải rằng đó là mình đọc sách ngày đêm, mình tu tập ngày đêm mình có thể thành tựu. Chuyện này có thể xảy ra đối với người ở kiếp cuối. Còn ngoài ra chúng ta đây đó, đều phải phước huệ song tu. Cho nên bao nhiêu lần trục trặc ở đây vì những cái lý do mà đáng lẽ không có, thì sư cô biết ngay cái phước của sư cô thiếu rồi. Và sư cô phải là, còn không phải mình dùng cái đồng tiền bá tánh để làm, mà chính mình đó, là phải lê cái thân của mình ra để làm. Và khi mình làm tận lực như thế rồi đó, mình mới thấy cái quả phước nó trổ sạch. Cho nên ai bước chân vào đó, đi tu xuất gia mà còn tính toán thế này thế nọ, hưởng cái này hưởng kia làm thế này nọ, sư cô nó không thể tu được. Và sư cô đã xác định với chính sư cô rằng nếu ở đời sư cô cực 10 thì vào tu sư cô cực 20, sư cô mới là sống trong nhà chùa được. Còn nếu mình nghĩ là đời mình cực 10, mình khổ 10, vô chùa còn có 5, không được đâu. Tạo nhiều cái khó nói đến đấy. Cho nên phải chấp nhận vất vả hơn, thiếu thốn hơn. Tiền thì nắm trong tay để đồng xu không dám xài. Sợ tội chứ. Sợ tội. Không có ai bó mình lại hết, nhưng mình không dám. Còn nếu mình buông ra thì mình phải lạnh hơn. Mình tự phá hoại cái đời tu của mình. Thế nên là quý vị thông cảm cái gì mà hôm trước sư cô cũng nói là khi mà giảng xong tới giờ ra chơi là sư cô phải đi nghỉ. Sư cô phải dùng một chút xíu gì đó, là bởi vì sư cô đó bị tiểu đường cho nên là không có ăn no được mà cũng không có đói được. Đói tiểu đường nó hạ xuống, mà no thì cái đường nó tăng lên.
Cho nên là cứ phải chút vậy thì nó mới hồi cái sức lại, nó mới tiếp tục công việc được. Còn nếu không, không tiếp tục được. Mà sư cô vẫn có một niềm tin. Và sư cô nghĩ rằng mình còn có một cái hơi thở là mình còn công quả cho tâm ạ. Và khi mình công quả được cho tâm bảo thì cái chuyện mà mình rèn luyện cái phước trí của mình đó, nó sẽ rất là thuận lợi. Cho nên sư cô tin tưởng vào cái câu nói của các bậc tôn túc và đi trước mới nói rằng cái đời tu của mình phải phước huệ song tu. Mình vừa công quả, mình vừa làm phước, mình vừa tu tập, chứ không thể là một cái được. Và cái này đấy, khi mà mình chuyên mình đi học, đi hành hoặc là bây giờ tu chẳng hạn, thì mình sẽ hiểu rõ cái điều này để mình giúp đỡ cho con cháu của mình ở chỗ là không phải mình dành hết cái thời gian nó không làm gì hết để nó học không mà nó giỏi đâu nhé. Nó phải giặt quần áo, nó phải lau nhà, nó phải phụ rửa chén, nó phải phụ làm bếp vân vân, nó mới quân bình lại. Và trong những cái việc lặt vặt đó mà cái ý tứ đặt vào đó thì cái đời sống của nó sẽ tốt đẹp cho nó rất là nhiều. Cho nên mình đừng có xa. Tu thì cái phước huệ song tu. Mà con người ta ăn mặc ở bệnh thì nhỏ lớn gì đó là phải mặc thì phải biết giặt giũ. Mà ăn thì phải biết nấu cho mình ăn. Mà ăn rồi thì biết dọn dẹp, nhà cửa ở thì phải biết dọn dẹp. Cái điều đó là căn bản trong đời sống con người ta. Không thể bay lên trời được, bởi vì hai bàn chân mình phải chạm đất. Cho nên mình phải quân bình như vậy. Do đó mà thì cô cũng nghĩ rằng là quý vị thì còn cái đời sống của cái người cư sĩ, những gì mình tạo ra thì mình trách nhiệm. Nhưng mà cái cách mà mình sống trong gia đình á, mình nên sống bằng cái tư cách của cái người cư sĩ, tức là mình có cái hạnh phục vụ, vừa làm trong cái niềm vui và cái quan hỷ của mình, khi nào mệt khi nào cái con người của mình phiền não khởi lên không làm và nói rồi. Hôm nay thì mọi người đã mua thức ăn về mà ăn. Thì tôi muốn bệnh quá không có làm nữa. Hay là bữa nay tôi buồn lắm tôi không làm nữa. Tôi mà nấu ăn thì thức ăn nó sẽ bị ô nhiễm cho nên không nấu. Chấp nhận tốn tiền mua. Hôm nay nhà dơ đó mọi người quét thì ở, còn không quét thôi tôi giờ đau lưng không lại. Nhưng mà không có giận dỗi, không có hờn trách. Đau lưng thật, làm không nổi thật. Và nếu làm thì không vui cho nên không làm. Cho nên mình ở cái nhà mình coi như cái chùa nhỏ và mình cũng công quả trong đó. Mình sống cái hạnh của cái người cư sĩ. Đối xử bằng cái tình thương nhưng không phải ái niệm. Mình đồng sự, tức là cùng làm chung. Mình đồng hành, là cùng đi với nhau, đồng cảm, chia sẻ với nhau, nhưng không đồng quán. Mình tập lần. Cho nên quý vị thấy nè, cái bà Visakha đó, bà có gia đình có tới 20 đứa con thôi, 10 đứa con trai, 10 đứa con gái. Thấy chưa? Chồng là tướng quân. Hai vợ chồng gặp nhau ở cái điểm này đó, là rất thích đi nghe pháp Đức Phật dạy. Cái hôm đó thì cái người chồng đến tinh xá nghe Đức Phật giảng pháp và nhập vào dòng thành. Thì khi mà ông về tới, thường thường thấy ông về tới cái cổng thì gia nhân nó báo ở trong này đã có những người nữ tỳ đến đưa bà ra. Thì khi bà ra cổng đó, thì ông đưa cái tay ra gì thì bà để cái tay bà lên vịn cái tay để thì hai người đi vào nhà. Và khi mà ăn cái bữa cơm chung với nhau đó thì ông bà gấp thức ăn lại cho ông. Ông vui vẻ, ông gấp thức ăn lại cho bà. Nhưng mà hôm nay đó, khi ông về tới cổng thì gia nhân cũng báo và bà cũng đi ra. Thì ông không hề đưa cái tay ra. Thì bà mới nói không biết có chuyện gì xảy ra, thử để xem sao. Thì hai người đi vào mà không có ai quàng cái tay ai cả. Thì khi vào thì ông không nói gì hết. Thì bà mới nói là thử để coi ra sao, sao có chuyện lạ vậy. Thì đi đến cái lúc mà dùng bữa đó thì đó là bà mới gấp thức ăn cho ông, nhưng mà ông không hề gấp lại và cũng không nói một cái lời dịu dàng nào cả. Ông nín thinh ông dùng thôi. Thì bà mới nói không biết gì chuyện gì xảy ra, thôi để coi có ra sao.
Thì ăn xong cái bữa ăn rồi đó thì ông mới ngồi vào cái bàn trà và ông mới mời bà tới uống trà. Và ông mới nói là kể từ hôm nay trở đi đó thì tôi sẽ dọn ra cái chỗ phía bên này là tôi ở bên đó và không có ăn chung, không có ở chung. Và tất cả những gì thuộc từ trong cái gia đình này và kể cả tài sản đó đỡ thuộc về bà tất cả và các con, tôi không dính vào. Và từ đây tôi sẽ là người tu, tôi không dính vào cái tất cả những cái chuyện trong gia đình, trong thế gian tôi thu xếp hết, tôi không dính được. Thì tôi giao hết cho bà. Bà nghe xong rồi bà mới nói này, không lẽ tất cả những gì đó mà ông bỏ xuống, tài sản của ông bỏ xuống như bỏ cái rác mà tôi đây là phải cái người lụm rác sao? Tôi báo cho ông biết ngày mai tôi đi xuất gia. Bà nói vậy thì ông ấy trố vô mắt ông ngó. Ông nói thật không? Bà nói thật, ngày mai tôi đi xuất gia. Ông nói khoan, chờ tôi làm cái kiệu vàng xong thì lúc mà bà đi xuất gia đó, bà sẽ được đặt lên cái kiệu vàng và tôi sẽ là cái người đó là đưa bà vô trong cái chỗ đi đoàn để bà xuất gia. Thì bà nói đồng ý. Thì sau đó thật sự ông đã làm cái kiệu vàng. Và khi khiêng đi đó là bà ngồi trên cái kiệu vàng đưa bà trong đi đoàn cho bà xuất gia. Thì ai cũng biết bà hết, là tại vì bà là cái người hộ pháp mà. Cho nên là khi bà vào bà xuất gia xong rồi đó, bà nói với lại cái vị thầy mà sư phụ của bà đó, bà mới nói là con xin không có ở chúng mà cho con ra đó độc cư để một mình con tu tập thôi, thì xin sư phụ cho phép con. Thì vậy thầy đồng ý. Thì bà ra cái thất riêng đó, gọi là cái liêu cốc riêng đó, bà tu tập đúng 7 ngày mà đắc quả là ông thì mới nhập vào cái dòng thánh thôi, dòng thánh thứ nhất thôi, còn bà tới dòng thánh thứ tư luôn. Thì sau đó bà mới báo tin về trong gia tộc là bà sẽ về thăm gia đình. Nhưng mà thực chất bà đã cho người sắp đặt rằng đó, về gặp mặt cái người thân trong gia đình để bà giảng pháp cho gia đình nghe. Thì khi mà ông hay cái tin đó, ông mới nói đúng là phụ nữ muốn cái gì muốn đặng muốn được rồi sau đó vất bỏ cũng nhanh. Vừa nói dứt tiếng là nói ngày mai đi xuất gia. Rồi cái là đi xuất gia mới có 7 ngày mà đó rồi về nhà rồi. Thì đúng là phụ nữ muốn thì muốn đặng muốn được rồi bỏ cũng bỏ, nhanh chóng vậy, nói trong bụng thôi. Thì ông cũng đến thăm dự. Và khi ông nghe cái người mới xuất gia 7 ngày mà về giảng pháp, cho nên ông nghe rồi mới đặt ba câu hỏi. Thì khi mà bà trả lời đó ông không hiểu, thì ông ấy sau đó ông vào trong tinh xá. Ông mới nói ông có ba câu hỏi như thế này. Và ông đã được nghe một cái người đó, người ta giảng ba cái câu này như thế này. Thì xin Đức Phật giải thích cho con hiểu rằng ba cái lời giải này như vậy đó là có đúng không? Thì Đức Phật có nói rằng nếu mà ba câu hỏi này mà hỏi ta đó thì ta cũng giảng như con gái ta đã giảng. Mà khi Đức Phật nói đây là con gái của ta, đây là con trai của ta thì có nghĩa là người đó đã đắc đạo quả. Thì quý vị thấy không? 20 đứa con. Thấy không? Vợ của một tướng quân. Cho nên người ta đồng sự, người ta đồng hành, người ta đồng cảm mà không đồng hóa. Cho nên nuôi con với hạnh Bồ Tát và sống với chồng đó, vừa là bạn đời vừa là bạn đạo. Cho nên là đến một cái thời điểm nào mà ta cần phải rời bỏ nơi đó, người ta rất là bình yên bởi vì mọi thứ người ta đã sắp đặt hết rồi, để cho mọi người đó là sống trong cái mà người ta có được chứ không có bám chặt vào nhà. Vì thế rồi chứ. Cho nên xuất gia tu có 7 ngày. Cho nên chúng ta đây là một cái người Phật tử, tập đi, làm không được ngay đâu, nhưng mà chúng ta có cái suy nghĩ đó trên đầu. Bởi vì cái đường đời chưa biết cái thời điểm nào chúng ta xuất gia được, mà chúng ta là cứ là người cư sĩ. Và chúng ta sống cái hạnh cư sĩ chúng ta, nhưng mà chúng ta sống ở đời mà cái tâm chúng ta đi trên con đường đạo. Và chính Đức Phật cũng xác chứng rằng người cư sĩ nam, người cư sĩ nữ ở trong cái đời sống tại gia của mình tu tập vẫn đắc đạo quả được. Hiếm,
hiếm, rất hiếm, nhưng mà được. Nếu mà được mà trong cái ngày đó không xuất gia đó là phải tịch liền trong ngày hôm đó. Thành ra cái đường dài trên con đường tiến hóa tâm linh của mình á thì bao giờ cũng là người xuất gia, không thể được là không là người xuất gia được. Và như vậy không có nghĩa là cái đời cư sĩ đó chưa phải là cái đời tu tập, không đâu. Đời cư sĩ vẫn là cái đời tu tập, nó giống như người tập sự để mà chuẩn bị mà sống cái đời xuất gia vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu vậy đó thì chúng ta vẫn có gia đình, vẫn có con cái, vẫn một cái tình thương yêu, vẫn là cái săn sóc, vẫn là công việc của gia đình. Nhưng mà chúng ta coi đây là một cái chuyện nhỏ đó. Và chúng ta hành cái hạnh phục vụ, và chúng ta trải một cái tình thương, nhưng mà chúng ta không có đi vào cái con đường ái nghĩa. Thì cái chồng vợ chúng ta, đây là chồng là vợ, đây là bạn đời đó nha. Nhưng mà đường đời đó, khi mà chúng ta hoàn thành cái trách nhiệm đối với con cái, đối với gia đình rồi đó, thì hai cái người này đó đi trên cái con đường mà cuối cuộc đời là hai người bạn đạo đó nha. Thì như vậy đó thì chúng ta mới là gọi là hoàn thiện một cái kiếp sống của chúng ta. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều đi trên con đường thiện lành và sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên hữu trên hư không, địa cầu thường tự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hội, Phật thầy độ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng chung.